huấn luyện viên The Voice gây tranh cãi vì khỏa thân mừng học trò chiến thắng, VTC News. Hôm mùng 6 tháng 4, giờ địa phương, cuộc thi The Voice phiên bản Anh khép lại với chiến thắng thuộc về nữ sinh 18 tuổi Molly Hawking. Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm hơn cả là huấn luyện viên, huấn luyện viên của cô gái này, ca sĩ Olimus với cách mừng chiến thắng không giống ai. Theo đó, trong bức ảnh được chụp sau chung kết, ngôi sao 35 tuổi gần như khỏa thân ngồi trên ghế nóng cùng biểu cảm phấn khích khoảnh khắc này nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận với gần 2.000 bình luận trái chiều trên trang cá nhân của Musk. Vài số tài khoản cho rằng hành động của Musk là phản cảm và có phần quá khích, sẽ không phù hợp với những khán giả nhí. Ôi không, ý tôi là, tôi nào, hãy dừng hành động này ngay đi. Thành viên mạng bình luận, người khác tỏ ra khó chịu, tôi sẽ cấm con mình xem chương trình nếu anh còn làm huấn luyện viên. Nhưng ngược lại, các fan đưa ra những lý lẽ để bênh vực thần tượng, họ cho rằng Musk là nghệ sĩ hài hước nhiều người đều biết. Vì vậy cách hành xử của anh có thể chấp nhận được. Trong đó, Harry Hawking, anh trai của tân quán quân cũng để lại bình luận, "Bạn nên tránh xa em gái tôi một chút cho tới khi mặc lại bộ đồ." Kem biểu tượng cảm xúc vui nhộn. Khỏa thân và biểu cảm vui vẻ được cho là signature của Olymers, trước đó anh từng gây xôn xao vì nhiều lần hành động theo cách này. Năm 2010, ca sĩ người Mỹ đã khỏa thân trên tạp chí hớt và dùng mũ che chắn phần nhạy cảm sau khi đĩa đơn Please John của anh đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh. Khi được hỏi về cách chuẩn bị cho buổi chụp hình táo bạo này, Musk tiết lộ anh đã nhờ bạn bè trong showbiz đưa ra lời khuyên. Bạn tôi nói phải uống nhiều rượu và không ăn gì, nhưng tôi nghĩ họ chỉ muốn tôi say, anh kể. Oli Musk sinh năm 1982, là một ca sĩ, nhạc sĩ và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Anh trở nên nổi tiếng khi giành giải Á quân X, Factor Anh mùa thứ 6, từ lúc vào nghề đến nay. Mất ra mắt năm album và gặt hái được vài thành công nhất định. Nguồn: Sing News